Người đàn ông này là lái xe thư báo của một tập đoàn bưu chính lớn, chủ động tìm chúng tôi để tiết lộ về đường dây vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép thông qua đường bưu chính. Suốt từ năm 2021 đến giờ, đã có hàng nghìn chuyến xe chở gỗ quý chót lọt. Gỗ quý có nguồn gốc từ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, được đưa đi khắp nơi tiêu thụ. Nhân viên này bức xúc chia sẻ, gỗ quý bị khai thác trái phép, tiền các đối tượng bỏ túi. Còn cánh lái xe biết là vận chuyển gỗ trái phép, nhưng vẫn phải làm theo chỉ đạo. Anh phát hiện ra bọn nó chở gỗ ấy từ năm bao nhiêu đi anh? Nói chung là từ hồi năm ngoái, năm kia. Ngày nào chẳng có ăn sao được, có những ngày mà nguyên xe ăn sao được. Lái xe cho chúng tôi xem bộ hồ sơ công chứng được một bưu cục giao theo xe, bao gồm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bảng kê lâm sản. Theo lái xe, những giấy tờ trên là của một chủ xưởng cung cấp. Thông qua hình thức mua gỗ bán đấu giá từ cơ quan chức năng, sau đó quay vòng hồ sơ để hợp thức hóa cho hành vi vận chuyển gỗ quý trái phép. Gỗ này là gỗ đấu giá, đấu giá. Đây này anh cho xem là đấu giá. Đấy, đấy. Cái em còn tao không chờ mười mấy phút. Đúng rồi, là phải nhập tận trên cái xe. Nửa xe. Từ nguồn tin lái xe cung cấp, phóng viên Dân Việt tìm đến các bản Ma Quai Thàng, Ha Pu Chứ, Xéo Lèng 1, Xéo Lèng 2 thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Sau thời gian dài lân la làm quen, chúng tôi mới lấy được lòng tin của một nhóm người chuyên đi rừng lấy gỗ quý. Họ đồng ý cho đi theo. Từ xa đã nghe thấy tiếng cưa máy rít lẫn vào tiếng cây đổ ầm ầm, xé tan không gian yên tĩnh. Càng vào sâu, cánh tương rừng già càng bị chặt phá tan hoang. Nhiều thân gỗ quý bị đốn từ lâu, đổ sạt cả góc rừng. Sau đó bị xẻ thành tấm, ném la liệt dọc các lối đi. Thế thì cái cưa này nó phải cưa được chục cây nghiến rồi nhỉ? Hàng khối. Kỷ lục nhất là cái này cưa được cây khoảng bao nhiêu ấy? Bao nhiêu cm? Mét hai cũng được. Phá rừng công khai, vận chuyển gỗ cũng ngang nhiên giữa ban ngày. Nhiều ngày điều tra, phóng viên phát hiện quy luật khoảng 13 giờ đến 19 giờ hàng ngày, gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng với nhiều cách khác nhau: gùi, vác. Gỗ quý được tập kết ngay đường quốc lộ, rồi dùng xe máy chở công khai thế này. Thế nhưng chúng tôi không thấy bóng dáng lực lượng chức năng nào đến ngăn chặn và xử lý. Đây là lời từ miệng một người khai thác gỗ chia sẻ về cách làm việc của lực lượng chức năng chuyên về bảo vệ rừng. Cái bọn kiểm lâm này, bà đi xem bà con có chặt phá rừng không. Cuối cùng cái nào tốt thì mình lấy. Anh làm thế anh cũng làm được à? Anh bảo là có lúc anh đi vắng họ đi chặt rồi, họ lại bỏ đấy, chừng đấy anh cũng đi lấy nó thôi. Lâm giống phải lâm tất cả rừng lần. Cách làm việc như vậy của lực lượng bảo vệ rừng nên cũng dễ hiểu vì sao ngày ngày rừng bị tàn phá, gỗ quý bị khai thác trái phép rồi ngang nhiên vận chuyển về các bản cũng không bị lực lượng chức năng phát hiện. Thậm chí cả khi chủ xưởng đến tận nhà dân mua gỗ để đưa về xưởng như thế này cũng không ai xử lý. Từ đây một đường dây vận chuyển gỗ quý trái phép bắt đầu dần lộ ra. Đây mùng 1 đây, mùng 1 của em đây. Mùng 1 máu chảy thành sông. Video này được chủ xưởng gỗ tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đăng tải công khai trên mạng xã hội. Người này đứng cạnh gốc gỗ nu kháo đỏ to đùng, cao tới 3 mét. Đây là loại gỗ quý hiếm, phải mất cả trăm năm mới thành nu. Chủ xưởng thường xuyên thuê xe cẩu và cả đội quân 5-7 người đến tận bản đưa gỗ về xưởng, sau đó ngang nhiên livestream giao bán trên mạng xã hội. À, thế anh tự chuyển luôn ạ? Đa số là anh chuyển cái bưu điện có mang đến tận nhà, chứ còn gửi xe đường cái đồ này xe ít khi nó dám nhận lắm, không mấy khi nó dám nhận đâu. Từ đầu mối trên, sau thời gian dài thâm nhập,
phóng viên tiếp cận một chủ xưởng gỗ ở thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Người này được giới thiệu là chùm buôn gỗ lớn nhất và đang có hai xưởng, một nơi chế biến, một nơi chuyên giới thiệu sản phẩm để khách thăm mua. Phóng viên tìm cách thâm nhập nơi chế biến gỗ. Vừa đặt chân tới đã thấy nhiều thớt nghiến xếp trình hình vứt ngay trước cửa. Trong nhà vệ sinh, số lượng thớt nghiến nhiều tới mức xếp thành chồng, cao quá đầu người. Ước tính có cả trăm thớt nghiến, đường kính từ 25. Vừa được trở về đêm qua. Vừa về xong. Vừa về lúc 3 giờ. Còn hàng 40 thì trong này. Gỗ này là anh đấu giá chứ hay là lấy thẳng người dân luôn? Cái thì lấy ở dân, cái thì có đấu giá không? Có đấu giá sống thế nào? Làm sao mà được tan đảm gì cũng được. Gỗ trên đây là họ lấy ở trong cái rừng nào nhỉ? Còn anh ở rừng nào nhỉ? Nó cũng chỉ quanh đây thôi. Đi 4 cây số. À 4 cây số. Sản phẩm gỗ chế biến xong được chủ xưởng giấu ở đâu? Câu hỏi này thôi thúc phóng viên tiếp tục thâm nhập sâu. Trong vài đối tác mua gỗ, sau nhiều lần đàm phán, chúng tôi mới được chủ xưởng dẫn đi thăm nơi cất giấu sản phẩm. Đây là kho chứa đồ gỗ đã hoàn thiện, diện tích rộng tới cả trăm mét vuông. Theo quan sát của phóng viên, hiện có hàng chục mặt hàng gỗ mỹ nghệ cao cấp, nào kệ, bình hoa, rồi các loại tượng đến đồng hồ. Chùm buôn gỗ này khẳng định tất cả đều được làm thủ công từ các loại gỗ quý và đặc biệt quý hiếm, cho nên giá rất đắt, ước tính toàn bộ đồ gỗ trong kho lên tới cả tỷ đồng. Ở đây là phần là hương đá. Hương đá. Ờ, sến, sến. Mới lại chai trắng này. Yeah. Những cái này mà mọt đền tiền luôn này. Tấn hàng một ngày, 2 tấn rưỡi, 3 tấn hàng một ngày chuyển được. Cao điểm tầm mấy tấn? 7 tấn. 450 triệu tiền cước. Chú phải biết nó là bao nhiêu. Nguyên tiền cước vận chuyển 400 triệu có 6 tháng. Người này cho tiền với giá cước đặc biệt ưu đãi, lại thuận tiện giờ ấy ngày ấy cứ thế đến xưởng mà bốc hàng đi. À, bọn anh có hợp đồng chứ? Kể cả như bên các đơn vị chuyển này anh phải làm một cái hợp đồng. Một là thằng quản lý của cái bưu cục đấy nó sẽ phải ký với mình. Có hợp đồng thì người ta sẽ đến thu gom cho mình. Chở 6 tấn nghiến ra vào đấy nó tóm. Tát mình phát đầu tiên. Thế á? Khi mà tát cái kiểu này là nó tát lần đầu tiên mình khi mình chuyển hàng online này. Khi ông thủ thanh lý đấu giá đủ 10 ngày, ông quen mà ông làm mặt đường thì ông cứ chuyển tèn tèn mỗi ngày mình. Nhưng nếu không có mẹ nó ép. Nó ép cho mình cái thời gian vận chuyển. Đây là người đàn ông được giới thiệu là chùm buôn gỗ ở đất Sìn Hồ, Lai Châu. Có hai xưởng chế biến tại chỗ, to nhất thị trấn. Gỗ toàn loại quý hiếm, ngay cao điểm bán tới 7 tấn đồ gỗ mỹ nghệ đi các tỉnh. Chủ xưởng khoe, chuyển hàng đi cả nước, giao tận nhà khách hàng. Giấy tờ thì khỏi phải lo, luôn có sẵn vài bộ công chứng nên không sợ bắt bớ gì cả. Nhưng
cho bọn anh chuyển, thì anh chuyển bằng cái bộ hồ sơ đỏ kia là photo thôi, nó kẹp vào thôi để nó xác minh là khi đi đúng có trong cái nồi là toàn bộ gỗ ở trên này của anh là anh mua hồ sơ giấy tờ thanh lý tầm 10 tấn. Tại sao chủ xưởng phải gom hồ sơ chúng đấu giá gỗ? Hồ sơ này được sử dụng vào mục đích gì? Những câu hỏi trên đã thôi thúc phóng viên tiếp tục điều tra. Trong vài đối tác mua bán gỗ lớn, nhận thấy cơ hội kiếm tiền, chủ buôn này chia sẻ chiêu trò quay vòng hồ sơ. Đây là hợp đồng mua bán tài sản đấu giá chủ xưởng cung cấp. Tuy nhiên xem qua cũng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Hợp đồng đã cách đây 5 năm, từ tháng 2 năm 2018 là gỗ nghiến, song cũng chỉ hơn 2 mét khối, trong khi chủ xưởng nhiều lần khẳng định có ngày bán hơn 7 tấn gỗ. Cho nên số gỗ nghiến kia chắc chỉ bán thời gian ngắn là hết. Vậy mà suốt 5 năm qua, bộ hợp đồng này vẫn được sử dụng. Người này khoe, gỗ quý cứ thế ten ten mà chuyển đi. Khi ông chủ thanh lý đấu giá đủ 10 ngày, ông quen mà ông làm mặt được thì ông cứ chuyển ten ten. Mỗi ngày tôi đi 1 tỉnh lần trả anh hưởng. Càng tiếp cận sâu, chúng tôi càng được chia sẻ mánh khóe làm ăn. Chủ buôn gỗ này cho biết quay vòng hồ sơ làm sao mà qua mắt được nếu không có sự giúp sức của người này. Dẫn chứng, mới đây vừa bị bắt 6 khối gỗ nghiến trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Thế là phải chuẩn bị những cánh thư nhỏ, gửi lời yêu thương tới để gỗ quý lại được bay đi tiêu thụ. Hơn nữa, thấy mình sống tốt, quan tâm đời sống anh em, nên hễ có cuộc kiểm tra nào đều được cánh én mùa xuân báo tin trước. Ngoài năm kia chở 6 tấn nghiến làm ở đấy nó có ra làm phong bì 10 triệu. Mà thôi, vừa làm luật phong bì quà Tết luôn, giải thảm luôn mà. Nhưng không phải ai cũng biết để phím thông tin trước. Chủ xưởng gỗ què cũng một công mất tiền, đầu tư quan hệ. Đã chơi là phải chơi với anh to nhất, có thế làm ăn mới thuận lợi được. Nên làm nó có kiểu lách. Công nạ thì công ăn, kể cả quen, quen đúng như công ở dưới nhà đâu, chỉ quen một người. Nếu ông quen, giờ dụ ông quen thì ông quen thật to. Bạn của ông là kiểu lâm, thôi mẹ làm kiểu núi rồi thì thằng kia nó bảo nếu mà không, nó ngon ngon mày bảo tao. Giao lưu, 1 triệu, 2, 3 triệu. Lấy chỉ tiêu vừa, giá đúng mất cái gì. Thực ra khi mình xé nhỏ ra nó sẽ rất là tiện cho mình ở dưới nhà. Để cho khách tin tưởng, an tâm làm ăn, vì có quan hệ cùng, chủ xưởng liền bốc máy điều cả xe cầu của một đơn vị nhà nước tại Sìn Hồ đến cầu hàng chục khúc gỗ quý trước sự chứng kiến của nhiều người. Còn bên trong xưởng, chủ buôn gỗ và công sự ngồi gom tiền. Toàn tờ tiền mệnh giá lớn nhất, có lẽ đã quen với việc này rồi. Chủ xưởng vừa đếm vừa chia sẻ, đây là quà biếu cho những người sẽ làm ngơ trước vi phạm. Mặt ai cũng phấn khởi vì chăm sóc thế này, kiểu gì sang năm cũng sẽ kiếm ăn to. Mày ấy chưa cũng chưa? Ấy gì? Ở chỗ đã quyết chưa? Làm gì? Tao với 1 triệu. Bọn em đấy kia là phải chi tự mình trả thôi. Gỗ quý mua bán trái phép, giấy tờ được nhân bản từ một vụ đấu giá, nhưng cũng chỉ là bản photo. Liệu các bưu cục có nhận chuyển qua đường bưu chính? Phóng viên theo chân người dân đến gửi hàng tại một bưu cục ở thị trấn Sìn Hồ. Người đàn ông này tay cầm thân nghiến chưa đóng gói, giơ trước mặt nhân viên yêu cầu chuyển về xuôi. Theo quy định, nhân viên phải kiểm tra nguồn gốc gỗ có hợp pháp, có giấy tờ đầy đủ mới nhận. Thế nhưng quy trình bắt buộc này gần như bị bỏ qua. Thay vào đó chỉ hỏi qua loa dù biết giấy tờ chỉ là bản photo. Cứ thế nhận hàng xem như chuyện thường ngày ở huyện. Trường hợp trên càng củng cố thêm những chứng cứ về dấu hiệu gỗ quý trái phép đang được vận chuyển đi tiêu thụ thông qua đường bưu chính. Phóng viên dành nhiều tuần để theo dõi và tiếp cận ở bưu cục này. Chúng tôi phát hiện
ngày nào gỗ quý từ khắp nơi cũng được trở về. Gỗ được đóng khung cố định, không cần che giấu, ném công khai ngay trước cửa. Xe tải này chuyên chở hàng cho bưu cục từ thị trấn Sìn Hồ về thành phố Lai Châu, không logo, cũng chẳng có dấu hiệu nhận biết nào liên quan đến bưu cục. Cứ 13 giờ mỗi ngày, chiếc xe này đến bốc hàng, nhân viên bưu cục và tài xế hì hục bốc gỗ lên xe. Thưa quý vị, phía sau lưng tôi là một chiếc xe của một hãng vận chuyển. Và trên chiếc xe này đang có hàng chục gốc gỗ quý. Thì chỉ một ít phút nữa thôi là tôi sẽ có mặt trên chính chuyến xe này để ghi nhận xem là những cái gốc gỗ quý hiếm này thì sẽ được vận chuyển về đâu và được tiêu thụ như thế nào. Thấy xe đã bốc hàng xong và chuẩn bị chạy, phóng viên trong vai một người dân địa phương tiếp cận lái xe xin đi nhờ về thành phố Lai Châu. Trên đường đi, lái xe dần tiết lộ về số gỗ đang chở. Đó là hàng chục gốc cây gù hương thuộc loại gỗ quý hiếm. Đây, trên xe bây giờ vẫn còn gỗ này. Có gỗ đang này. Có luôn bây giờ. Ờ, vẫn có mà, nhưng mà nó gửi qua ấy. Bây giờ những cái gốc này nó đục thành tượng các thứ ấy. Là gỗ gì ạ? Có phải... Nó nhiều loại lắm. À. Trên... Nhưng mà toàn quý hiếm hết. Cũng theo lái xe, từ thị trấn Sìn Hồ về thành phố Lai Châu dài khoảng 60 km. Trên tuyến đường này có một chốt giao thông và hai hạt kiểm lâm. Thế nhưng suốt 2 năm vận chuyển gỗ quý trái phép chưa bao giờ bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Lái xe còn khẳng định xe này chở hàng cho đơn vị bưu chính nhà nước nên đi thoải mái. Kể cả bị lực lượng chức năng dừng xe thì cũng không ai được mở thùng nếu chưa có đầy đủ các bàn bệ đến chứng kiến. Ví dụ như xe mình chẳng hạn mà đang chở ở đây mà kiểm lâm chặn lại thì chỉ có phạt biết hay gì còn lâu thì kiểm tra xe sao lại không kiểm tra được xe chú chạy hàng này làm sao người ta nó tự nhiên. Bây giờ nếu mà chẳng hạn nó có vẫy xe chú xuống, kể cả có người báo hay không cũng không muốn biết, nhưng mà cứ phải có đủ hết cả công an kinh tế nó gọi cả bên xuống thì mở ra kiểm tra. À, nghĩa là 3-4 bên. Ừ, chứ không được tự nhiên mở xe chú ra kiểm tra đâu. Lại thêm một chuyến xe thành công chở gỗ quý nữa từ Sìn Hồ về thành phố Lai Châu. Gỗ tiếp tục được tập kết tại một bưu cục lớn. Từ đây lại được đưa về Hà Nội và các tỉnh thành khác thông qua hệ thống xe thứ báo. Cũng trong quá trình điều tra, phóng viên chứng kiến nhiều hãng bưu chính cả tư nhân lẫn nhà nước đang tham gia vận chuyển gỗ quý. Đúng như lời chủ gỗ chúng tôi tiếp cận, bưu chính đang là con đường thuận tiện, rẻ và an toàn nhất để vận chuyển gỗ quý. Gỗ được giao chu đáo tới tận tay khách hàng như thế này. Lấy ở bưu cục trong chở ô tô ra. Ờ. Có phải chở với cái hàng này không? Có. Có ạ. Ờ.